Nếu có 2 tỷ, nên mua chung cư hay nhà hẻm ở thành phố. 1. Ưu nhược điểm khi mua nhà đất 2 tỷ. Ưu điểm: giá trị nhà đất thường tăng nhanh hơn so với giá trị căn hộ chung cư. Nếu bạn có tầm nhìn xa và am hiểu thị trường bất động sản thì có thể chọn mua nhà đất có vị trí phù hợp để đầu tư sinh lợi nhuận. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kết cấu ngôi nhà hay sửa chữa theo ý thích, không cần chờ đợi quyết định của cơ quan chức năng, bởi nhà đất thổ cư đã thuộc quyền sở hữu của riêng bạn. Nếu ngôi nhà có vị trí đẹp, bạn cũng có thể tự do mở shop kinh doanh, tổ chức tiệc cưới con cái một cách thuận lợi và nhanh chóng. Không phải trả bất kỳ chi phí nào cho các loại dịch vụ như sửa chữa đèn điện, bảo trì thang máy, chăm sóc cảnh quan tòa nhà, giống như ở chung cư. Nhanh chóng sở hữu sổ đỏ, sổ hồng mua nhà. Với 2 tỷ, bạn có thể tìm mua một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Nhược điểm: giá bán nhà đất thổ cư có giá cao gấp nhiều lần so với giá căn hộ chung cư cùng khu vực. Vì vậy, với tài chính 2 tỷ đồng thì việc mua nhà đất ở thành phố cực kỳ khó khăn. Khách hàng cần lưu ý một số yếu tố sau. Căn nhà có diện tích nhỏ, nằm ở trong ngõ hẻm sâu, thậm chí chưa có sổ đỏ. Do nằm trong ngõ sâu nên ẩm thấp, thiếu ánh sáng, bí bách. Nếu mua được căn nhà rộng rãi, thoáng mát hơn thì vị trí cũng nằm ở các huyện ngoại thành, xa trung tâm thành phố nên không thuận tiện cho đi làm hàng ngày. 2. Ưu nhược điểm khi mua căn hộ chung cư 2 tỷ. Ưu điểm: phần lớn các dự án căn hộ chung cư đều nằm trong khu vực có hệ thống, hạ tầng, giao thông, tiện ích đã phát triển đồng bộ, hiện hữu dân cư đông đúc. Các dự án chung cư đều có hệ thống tiện ích, dịch vụ nội khu đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày của cư dân như siêu thị, công viên, spa, cà phê, phòng gym, hồ bơi. An ninh cao vì có bảo vệ 24/24 và hệ thống camera lắp đặt ở các vị trí quan trọng như thang máy, cổng ra vào. Với tài chính khoảng 2 tỷ đồng, khách hàng có thể chọn mua căn hộ trung cấp giá từ 20 triệu đến 30 triệu trên mét vuông tùy theo mỗi thành phố. Nhược điểm: có thu phí dịch vụ đổ rác, bảo trì thang máy, chăm sóc cây xanh, vệ sinh hàng tháng. Có thể gặp những rắc rối về thủ tục pháp lý nếu không tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư, thông tin dự án. Nếu muốn sửa nhà, gia chủ phải thông qua sự đồng ý của ban quản lý. Mức tăng giá của căn hộ chung cư sẽ chậm hơn so với nhà đất. Vì vậy, nếu có 2 tỷ, muốn đầu tư sinh lợi nhuận cao thì mua nhà đất. Mà nếu muốn cuộc sống văn minh, an ninh cao, đầy đủ tiện ích xung quanh thì nên mua chung cư nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn các bạn các video kế tiếp lần sau nhé.